Chào các bạn, số tiếp theo của Cẩm Nang Tốc Chiến lại đến với mọi người rồi đây. Và trong video hôm nay, hãy cùng nói về vị pháp sư đến từ vùng đất Ionia vừa được ra mắt thời gian gần đây, Karma. Được khoác lên mình bộ áo mới so với phiên bản PC, Karma hiện đang chứng tỏ sức mạnh ở rất nhiều vị trí, đặc biệt trong vai trò pháp sư đường giữa và hỗ trợ đường rồng. Tuy nhiên, với một vị tướng có khả năng cường hóa chiêu thức như Karma, việc phối hợp trong từng tình huống cũng cần phải được tính toán kỹ lưỡng. Hãy cùng tìm hiểu sức mạnh của cô nàng trong vài phút sau đây nhé! Từng là một pháp sư thiên hướng hộ công, tuy nhiên sau khi được nâng cấp chiêu 2 chuyên tâm cùng việc thay đổi chiêu cuối thành vòng vây độ kiếp, Karma mang dáng dấp của một pháp sư kiểm soát, khống chế diện rộng hơn. Nội hỏa vẫn là kỹ năng để gây sát thương chính trong giai đoạn đi đường lẫn giao tranh, nhưng giờ đây bạn còn có thêm một phiên bản chiêu cuối như của Daina ở một tầm an toàn và dễ dùng hơn rất nhiều. Do đó, vai trò đường giữa sẽ khuyến khích được sử dụng nhằm nhanh chóng thăng tiến trang bị cho bộ kỹ năng gây sát thương của Karma được áp lực hơn. Nhưng đừng vì thế mà coi thường cô nàng ở vai trò hỗ trợ. Với linh giáp, Karma vẫn giữ được nguyên vẹn khả năng tạo lá chắn lẫn tăng tốc độ di chuyển cho bản thân và đồng minh. Ngoài ra, khi mà chuyên tâm giờ đây có thể trói hai mục tiêu, vai trò đường rồng bỗng trở nên hứa hẹn cho kẻ được khai sáng. Bởi đây là đường đôi, bà có thể cùng lúc khiến hai đối thủ cùng đường bị trói chân trong một pha tấn công tổng lực. Trong bối cảnh các tướng đi đường khỏe như Caitlyn, Jhin với sự trở lại của phong thần kiếm đang được ưa chuộng, thì việc bổ sung Karma ở đường dưới sẽ không khác gì hổ mọc thêm cánh cho đường rồng team bạn. Với Karma đường giữa, sốc điện sẽ giúp áp lực bạn tạo ra trong khoảng giai đoạn đầu trận được tốt hơn. Eri cũng sẽ khá ổn nếu anh em muốn chơi an toàn, tăng cường thêm khả năng tạo khiên cho bản thân hay đồng minh mỗi khi dùng linh giáp. Tiếp theo sẽ là tàn bạo để tăng thêm sát thương khởi đầu. Vỏ bọc thích ứng, giáp cốt, ngọn gió thứ hai hay thợ săn khổng lồ tùy vào kèo đấu và đội hình đối thủ. Cuối cùng là thợ săn thiên tài, bởi thời gian hồi chiêu liên quan mật thiết đến việc có lại được nội tại của Karma sớm hay muộn. Bạn càng nhanh chóng có kỹ năng cường hóa, đội của bạn lại càng dễ có được ưu thế. Ở vị trí Karma hỗ trợ, triệu hồi Eri nên được tin tưởng hơn, do lúc này vai trò chính của bạn là bảo kê đồng minh hơn là gây sát thương. Yếu điểm nên được chọn khi Karma có rất nhiều kỹ năng có thể hạn chế di chuyển tướng địch. Thợ săn trung thành để bổ trợ thêm sức chống chịu cho bạn và đồng nghiệp cùng đường. Ưu điểm cuối có thể lấy giữa thợ săn thiên tài hay thợ săn bầy đàn tùy vào phong cách chơi của anh em nhé. Là một pháp sư thiên về kiểm soát và hộ công, khả năng sống sót cho Karma cần được đề cao. Do vậy, bạn có thể khởi đầu bằng trượng trường sinh nếu chơi ở khu vực đường giữa, nhất là khi đối phương có khả năng dồn sát thương tốt. Trong một số kèo đấu đẩy đường, vọng âm Luden sẽ là phương án thay thế thích hợp hơn để bạn cân bằng lại thế đẩy với đối phương, đồng thời đem tới nhiều sát thương hơn. Tiếp đó hãy bắt đầu lên thêm trang bị hồi chiêu cho Karma với giày khai sáng Ionia, phát triển thành đai lưng hoặc ngưng động ma pháp về sau tùy diễn biến trận đấu. Một mảnh trang bị ngọc quên lãng để gây vết thương sâu lên đối thủ nếu cần. Sau đấy tăng cường sát thương phép với mũ phù thủy, mặt nạ đoạn đầy Lan Rai hoặc ngọc vô cực nếu đối thủ có lượng máu không quá cao. Cuối cùng, bổ sung thêm trượng hư vô nếu đối phương có nhiều kháng phép hoặc dây chuyền chữ thập để vừa tăng cường sát thương, vừa có thêm công cụ tự bảo vệ bản thân trong combat. Nhớ hoàn thành quỷ thư Morello nếu đã lên ngọc quên lãng từ trước đó nha. Trong vai trò hỗ trợ đường rồng, Karma nên ưu tiên các trang bị rẻ mà khỏe, bởi bạn không có nhiều cơ hội cho việc làm kinh tế đâu. Một món đồ tùy biến kích hoạt lên từ giày như dây chuyền trục tội hay dây chuyền ma pháp để giao tranh ở tài nguyên đầu trận. Sau đấy ưu tiên lên các món đồ buff như lưu hương sôi sục, trợ lưu thủy, cốc quỷ Athen, vọng âm hòa điệu sẽ là lựa chọn thông minh cho kẻ được khai sáng. Anh em cũng có thể chuyển hướng lên dạng như Karma phép đường giữa nếu xanh sao từ sớm và team đang thiếu hụt nguồn gây sát thương này cũng được. Tuy nhiên tiến trình sẽ chậm hơn và việc này là không khuyến khích đâu nha. Bằng việc có sẵn điểm nội tại ngay từ khi trận đấu mới bắt đầu, bạn có thể gợi ý cho đồng đội thực hiện việc xâm lăng rừng hay rình rập trong các bụi cỏ từ sớm, bởi lúc này sát thương từ Karma là khá mạnh. Trong cả vai trò đường giữa hay hỗ trợ thì nhiệm vụ của Karma về cơ bản tương đối giống nhau, gây áp lực, đẩy đường bằng các pha nội hỏa, che chắn sát thương khi đối phương phản công bằng linh giáp và kết hợp cùng đồng đội trong các pha tấn công bằng những cú chói từ chuyên tâm. Ở giai đoạn đi đường thì nội hỏa cường hóa là quan trọng nhất, nên làm gì thì làm, anh em vẫn cần dùng nội tại cho kỹ năng này là chủ yếu. Cũng vì đẩy đường nhanh nên hãy tận dụng thời gian trống cho việc kiểm soát bản đồ qua những pha cắm mắt, đánh hạt soi sáng hay phụ người đi rừng ăn cua kỳ cục để lấy thêm lợi thế nhé. Karma là một tướng mạnh nên bạn cần có sự chủ động ngay từ những thời điểm đầu tiên của trận đấu. Trong giao tranh, bạn cần quan tâm hai thứ.
1. Chuẩn bị dùng kỹ năng cường hóa cho chiêu thức nào? Và 2. Thời điểm nào để tung chiêu cuối vòng vây độ kiếp được tối ưu nhất? Ở vấn đề đầu tiên, hãy xem thử trong thời điểm bạn đang có kinh mantra cường hóa, đội bạn đang cần điều gì? Nếu là một pha chuẩn bị lao vào giao tranh, hay team đối thủ có lượng sát thương diện rộng cao, hãy ưu tiên cường hóa linh giáp để tăng lá chắn cho đồng minh, giúp họ tấn công được tự tin hơn. Nếu bạn cần sát thương dứt điểm ở ai đó, hay đối thủ đang đứng trong một phạm vi lý tưởng cho cú nội hỏa trúng nhiều người, hãy ưu tiên dùng nó. Cuối cùng, cường hóa chuyên tâm cho một pha giữ chân được lâu hơn, tạo tiền đề cho việc dùng chiêu cuối trông vào kế tiếp. Thông thường, Karma đường giữa sẽ ưu tiên cường hóa nội hỏa và linh giáp, trong khi Karma hỗ trợ thì ưu tiên linh giáp và chuyên tâm, vì lượng trang bị không cho phép Karma support có được những cú nội hỏa chất lượng. Còn về việc dùng vòng vây độ kiếp thế nào cho chuẩn chỉnh, thì thường bạn nên dùng bồi nó sau khi đối thủ bị trói chân bằng chuyên tâm hay làm chậm bởi nội hỏa, đảm bảo đối thủ dù có ra khỏi tâm chấn cũng sẽ bị hút lại do đã bị hạn chế tốc độ di chuyển trước đấy. Hoặc bạn cũng có thể wombo combo với các kỹ năng khống chế của đồng minh, thậm chí dùng luôn trong các khu vực tài nguyên như hang rồng, hang Baron nhằm gây áp lực sát thương cho người đi rừng đối phương, buộc chúng phải rời khỏi khu vực tranh chấp nếu không muốn lĩnh chọn combo của Karma. Là một pháp sư công thủ khá toàn diện, Karma hiện phù hợp với hầu hết các đội hình trong meta hiện nay. Cô nàng cũng không có một thiên địch cụ thể nào nếu bạn đã làm chủ được lối đánh. Tuy nhiên một vài lựa chọn như Akali, Camille, Fiora sẽ gây khó dễ cho cô nàng do khả năng bắt lẻ, nhấp nhả tốt. Hay kháng sát thương phép diện rộng mạnh như Galio cũng khiến Karma cấu rỉa bớt đi phần nào hiệu quả. Vừa rồi là những chia sẻ, nhận định cũng như vài hướng dẫn về Karma kể được khai sáng. Pháp sư kiểm soát mới đang làm mưa làm gió trong phiên bản 3.1 hiện nay. Theo bạn, sức mạnh của Karma như thế nào? Cô nàng phù hợp vị trí nào hơn? Hãy để lại ý kiến cá nhân trong phần bình luận bây giờ nhé! Còn giờ thì đừng quên like, share video nếu nó hữu ích và nhớ ấn cả nút đăng ký kênh nữa nha! Xin chào và hẹn gặp lại anh em!